Xin kính chào toàn thể quý anh chị, các bạn yêu xe, những người yêu xe, những chào những bạn trai xinh gái đẹp, những bác những vị khách hàng thông thái. Thì ngày hôm nay có mình rất thân hạnh và vinh dự được gửi đến giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một mẫu xe cực đẹp cực chất. Nó là rằng thuộc dòng phân khúc xe hạng B, dòng sedan hai đầu của một thương hiệu của Toyota, một thương hiệu rất là được nhiều thị trường, được nhiều người ưa chuộng, nhất là thị trường Việt Nam. Thì em sẽ giới thiệu thế toàn thể quý anh chị và bạn, đó là mẫu xe Altis. Chiếc xe này được sản xuất năm 2011, bản số tự động mọi người nhá. Em sẽ giới thiệu một review một cách cụ thể và chi tiết nhất đến từng chi tiết nhỏ để mọi người có thể xem và cảm nhận được mẫu xe trên. Thật là tuyệt vời được cho Minh Auto được giới thiệu mẫu xe này đến quý anh chị các bạn, để quý anh chị các bạn cảm nhận vẻ đẹp của em, nó còn đẹp lên từng mm. Mẫu xe này thì là xin giới thiệu mọi người là mẫu xe của gia đình một bác cán bộ ở tỉnh Quảng Ninh. Bác ấy đi bác chăm xe giữ gìn. Quý vị các bạn có thể thấy là từ năm 2011 đến giờ mà mẫu xe này nhìn như y như mới vậy. Nó chưa mất đi một chút nào đó, gọi là theo giá trị, theo thời gian. Từ 2011 đến giờ là đến thời điểm tại là 2020 có 9 năm vận hành, nhưng chiếc xe nó vẫn được giữ được cái phong dáng cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng. Bởi vì bác này bác đi bác chăm xe còn hơn bản thân mình, bác còn chăm hơn cả vợ bạn ấy, của bác ấy luôn. Mọi người có thể thấy là chiếc xe phong dáng từng đường gân gờ, từng chi tiết còn rất là đẹp. Đây em sẽ qua tổng thành một chút để mọi người có thể nhìn thấy là những từng phong dáng, từng đường gân gờ còn rất là sắc nét. Chiếc xe mang nước sơn màu đen cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Mẫu xe trên thì đã phù hợp cho các bác có chút điều kiện cũng như là địa vị thì rất là sang trọng. Đăng kiểm rất là còn rất dài mọi người, đăng kiểm đến tận tháng 3 2021. Chiếc xe gần như là còn nguyên bản, zin đến từng chi tiết nhỏ. Bởi vì bác này bác ấy rất là kỹ tính chăm xe, rồi là bác muốn để nguyên bản những gì xe của từ khi xuất xưởng như nào thì bác toàn giữ nguyên thôi. Mọi người thấy đây là bật đèn halogen, đèn halogen còn cực kỳ là sáng, cũng như cầm đèn pha, đèn bi rất là đẹp, mặt ca đăng rất là sang trọng, một thương hiệu của Toyota, biển số rất là đẹp. Sau đây em đi khám phá tổng thành một chút để mọi người cùng xem nhá. Về chiếc lốp thì mọi người có thể lấy là sơn cua lốp, rồi là răng đúc theo xe, phanh ABS, phanh đĩa cực kỳ đẹp, vẫn còn nguyên, rất an toàn. Nó được trang bị những tính năng này thì rất an toàn rồi nha. Xi nhan đã được tích hợp trên gương rồi. Keo chỉ của chiếc xe này thì mọi người, em quay mọi người cũng có thể thấy là còn rất là zin. Chúng ta có thể táp lô, táp ti của chiếc xe còn đẹp như mức độ nào, còn quá sáng, gần như là mới. Để nó vẫn giữ được những cái nét đẹp tinh túy của gần như những ngày đầu xuất xưởng vậy. Quá đẹp. Keo chỉ cột kèo thì không phải mọi người thấy xem đường còn sắc nét này thì em dám khẳng định mọi người là luôn là còn quá chất. Thì mọi người thấy chiếc xe là chiếc phân khúc cũng thuộc loại cũng là cả cao lên là sắt xì, rồi là mọi chất liệu để làm chiếc xe này toàn những là vật liệu đắt tiền, chất lượng cao, nên là dù có thời hạn có sử dụng đến thời điểm này có 9 năm sử dụng thôi và cũng được vào tay một người bác ấy giữ nữa, làm ra là nó không hề mất đi một vẻ
đẹp của nó. Bởi vì nó thật, quý anh chị bạn, quý chị các bạn cũng thể biết là của bền thì tại người, mà người biết sử dụng thì nó sẽ đẹp hơn, bởi vì là quý vật lại tìm quý nhân. Tại sao mà những người là họ biết giữ gìn và họ biết sử dụng thì xe lại hoặc là bất cứ đồ gì đều cũng đều tốt, đều bền cả. Đó. Thì quý anh chị các bạn cũng thể nhìn thấy là những chiếc xe này còn đẹp như thế nào. Thì cái cửa vẫn đóng rất là còn khít. Đây là lốp sau của bên phụ của chiếc xe mọi người nhá, rất là đẹp. Đây mọi người thấy từng đường sơn của lốp, hốc lốp còn quá đẹp. Đây em đang đến phần keo chỉ và hốc cốp của chiếc xe này. Mọi người thấy là keo chỉ của chiếc xe này là còn nguyên zin. Em nó quá đẹp, quá đẳng cấp. Với giá bán chỉ có 465 triệu đồng thì là một mức giá rất là hợp lý để quý anh chị các bạn lựa chọn, để chọn khi được sở hữu chiếc xe này là cũng là một sự lựa chọn rất là thông minh, bởi vì quý anh các bạn có thể thấy là nó cũng đáng đồng tiền bát gạo. Đây mọi người thấy là phần lốp sơ cua này, sắp xì của chiếc xe, hốc của lốp sơn còn quá đẹp, bởi vì bằng mắt thường mình thấy là vật liệu của những dòng này quá là tốt. Và đây là phần gầm bệ sắp xi của xe còn rất là cứng, chưa có một chút dấu hiệu nào của mục mọt xuống cấp gì cả, quá đẹp, quá giữ gìn. Đây mọi người có thể thấy là máy lổ, hiện tại xe vẫn đang lổ máy mà máy lổ rất là êm, ông xả không có chút khói nào, quá êm, quá chất. Để lát nữa em sẽ khám phá phần máy để mọi người có thể xem. Đây mọi người có thể xem phần phía sau của chiếc xe, mọi chi tiết còn quá đẹp, quá sắc nét, cụm đèn pha báo còn rất là đẹp, rất sáng. Em không phải nói quá, chiếc xe nó quá mới, quá đẹp, quá xinh. Đây chúng ta sẽ đi khám phá phần nội thất và khoang buồng lái của chiếc xe để cảm nhận chiếc xe này có những gì đặc biệt và nó còn những cái gì để đẹp để giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn. Vâng, chiếc xe này là chiếc xe được trang bị khá nhiều tính năng ưu việt và hiện đại trong tầm phân khúc và tầm tiền. Chiếc xe này thì mọi người thấy là chiếc xe là biển mang cửa số tự động. Đây mọi người có thể cảm nhận là tất cả cửa số đến mọi chi tiết của chiếc xe thì cũng có thể biết là chiếc xe này rất ít sử dụng, bởi vì không ai mà dạy gì đưa những mẫu xe này đi chạy dịch vụ cả, bởi vì nó phân khúc cũng khá cao rồi. Bác cán bộ bác đi rất là dữ, mọi người thấy là vẫn như được trang bị là hai túi khí, phanh ABS, vô lăng được tích hợp nhiều, rất nhiều thứ, gương kính chỉnh điện, điều hòa auto rất là ok. Màn hình thì vẫn được nguyên bản từ đầu mọi người nhé, rất là mát, điều hòa auto mát luôn. Đây em có thể mọi người cùng xem chân lỉ nguyên bản đeo xe, ga dế xịn sò hết mọi người nhé, quá xịn sò, quá đẹp. Em chỉ nói một điều là chiếc xe nó quá đẹp thôi, và điều quan trọng là bây giờ quý anh chị các bạn nếu thấy vẻ đẹp của em nó thì hãy nhanh tay nhấc máy và điện thoại cho em để có thể được trực tiếp xem xe và cảm nhận vẻ đẹp của em nó. Đây mọi người có thể thấy là xi nhan rất ok này, còi rất ok này, nước rất ok, mọi chức năng đều rất ok, bên em đã test rất kỹ rồi, quá đẹp. Và sau đây em sẽ khám phá phần khoang động cơ để mọi người cùng xem nha. Và đây chính là phần khoang động cơ của chiếc
Chiếc xe này mọi người có thể thấy là máy quan động cơ của chiếc xe rất là sạch sẽ, rất là đẹp, máy rất còn sáng. Bởi vì chiếc xe này sử dụng là hộ gia đình nên là không chạy nhiều mọi người nhé. Tất cả các phần keo chỉ lắp cabo, lưới tản nhiệt, hộp kèo tai vách đầu dòng. Đây mọi người có thấy là còn nguyên zin cả, chưa có dấu hiệu của động lực va chạm hay ngập nước thủy kích. Và bên em cũng cam kết luôn là chiếc xe này nếu mà lỗi thì em cũng tặng xe cho quý vị các bạn luôn, để nói các chị em ạ, yên tâm đó. Và một lát nữa thì em sẽ cùng một anh kỹ thuật viên bên em để review lái thử chiếc xe này. Mọi người hãy chờ trong những phút tiếp theo. Và tiếp theo thì tôi sẽ cùng một anh kỹ thuật viên có chuyên môn là anh ấy sẽ test chiếc xe này. Chiếc xe động cơ này thì anh cảm nhận thế nào? Quá khỏe. Quá tốt, quá êm. 1.8 thì rất sướng. Đấy quý vị các bạn có thể cảm nhận. Chiếc xe này đi thì chắc rất chắc chắn gầm bệ cực kỳ là khi vào cua anh thấy cảm giác có ôm đường không? Rất ôm đường. Đây rất yên tâm. Quý các bạn thấy là đi cung đường này là cũng không được đẹp lắm nhưng xe rất là êm đầm chắc, rất là ok. Vâng quý các bạn yêu thích mẫu xe trên thì còn chờ gì nữa, hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại với em có số điện thoại hotline 0935199868 để đến trực tiếp xem xe tại thành phố Hồng Ngự, Quảng Ninh. Bên em sẽ có chương trình khuyến mãi dành cho ai khách hàng may mắn và muốn sở hữu chiếc xe này, nhiều phần quà đặc biệt. Chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video sau khi có mẫu xe cập nhật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mọi người xem kênh của em nhớ subscribe kênh để ủng hộ và sẽ nhận được nhiều video khi có mẫu xe được cập nhật bên chợ bên em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.